Và tiếp theo em sẽ hướng dẫn step số 6 trong package của tiệm mình. Chúng ta sẽ vào email. Trong phần này, chúng ta sẽ set up hệ thống tự động tặng quà sinh nhật cho khách hàng. Thì cũng như step số 5, khi mà chúng ta đã có số lượng khách hàng sign up đăng ký cho khách hàng mới, thì chúng ta sẽ có những thông tin của những người khách đó, và để appreciate những người khách đó họ đã đến với tiệm mình trong thời gian qua, thì chúng ta sẽ set up hệ thống này tự động tặng quà sinh nhật cho những người khách đã sign up trong hệ thống của mình bằng cách là chúng ta sẽ vào website của MyESALON ở đây. Và chúng ta cũng sẽ log in bằng username and password mà công ty của chúng em đã để trong email cho các anh chị. Mình sẽ log in. Trong phần này, mình sẽ chọn một phần quà nào đó để gửi đến những người khách hàng của tiệm mình nhân dịp ngày sinh nhật của họ. Đầu tiên chúng ta phải turn on hệ thống. Và mình có thể chọn cho hệ thống sẽ gửi phần quà sinh nhật này đến người khách đó 7 ngày trước ngày sinh nhật, hoặc 3 ngày trước ngày sinh nhật, hoặc là đúng vào ngày sinh nhật. Thì công ty của chúng em khuyến khích các chủ tiệm mình là nên set up 7 ngày trước ngày sinh nhật để cho khách hàng họ có thêm thời gian để đến với tiệm mình hơn. Và ở đây là những, phía dưới này là những ID mà công ty của chúng em đã để cho quý anh chị. Thì mình có thể chọn những phần quà nào phù hợp với khách hàng của tiệm mình. Công ty của chúng em recommend các anh chị là nên tặng một phần quà là 10 đồng gift voucher để tặng đến người khách hàng để họ có thể tùy ý sử dụng những cái service nào của tiệm mình, và họ có thêm được 10 đồng gift voucher này để sử dụng nhân ngày sinh nhật của họ. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là 10 đồng gift voucher. Và ở dưới đây, công ty của chúng em đã điền hết nội dung cho quý anh chị. Và nếu mình nhìn xem ở đây thì công ty của chúng em đã để là phần quà này chỉ có giá trị sử dụng từ 7 ngày trước ngày sinh nhật cho đến 7 ngày sau ngày sinh nhật. Thì đây là phần quà chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 14 ngày, và người khách bắt buộc phải đưa cái phần cái email mà người khách nhận được với cái số serial number cộng với lại cái ID của khách hàng để chứng minh cho quý anh chị thấy là đây là phần quà họ nhận được từ hệ thống của mình thì họ mới được sử dụng. Và đặc biệt, phần quà này là one time use only, họ chỉ được sử dụng một lần. Ở dưới đây mình có thể tìm cái design cho cái email mà mình sẽ gửi đến khách hàng. Thì ở đây chúng ta có thể chọn một trong những design này. Và chúng ta sẽ xem preview, mình sẽ xem trước, xem người khách hàng khi mà họ nhận email thì sẽ nhìn như thế nào. Thì đây là cái email mà khách hàng họ sẽ nhận được nhân dịp ngày sinh nhật của họ. Và nếu quý anh chị kiểm tra những thông tin này đúng và đồng ý để set up hệ thống thì chúng ta sẽ bấm vào chữ update, thì hệ thống của chúng em sẽ tự động check ngày sinh nhật của người khách, và cứ đúng trước ngày sinh nhật của mỗi người khách trước 7 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi email chúc mừng sinh nhật kèm với voucher mà quý anh chị muốn gửi tặng ngày sinh nhật cho khách hàng, thì hệ thống sẽ gửi đến cho khách hàng của tiệm mình. Ở đây hệ thống đã báo là hệ thống đã update thành công. Xin cảm ơn quý anh chị.